Rồi, hello anh em, lại là Minh Biker đây ha. Thì hôm nay mình rảnh rỗi á, mình sẽ so sánh ngoại hình cho anh em coi hai chiếc xe cùng phân khúc 650, nhưng mà là một con 4 máy và một con là 2 máy. Thì ở hai cái con này á, đều còn bảo hành chính hãng. Con này thì mới có 500 km thôi, 500 km, đây anh em thấy rõ không, 511 đó. Còn con này thì là 2000 cây. Tất cả rất là mới và mình giữ rất là kỹ. Con này là chưa bảo hành lần đầu luôn anh em à, chưa bảo hành lần đầu luôn. Đó, anh em mua về là cứ ra hãng bảo hành, ta miễn phí cho sẽ miễn phí cho hai lần đây anh em, 2-3 lần gì đó. Đây 1000 cây là miễn phí nè, anh em đây nữa là miễn phí nữa nè. 2 lần miễn phí rồi, ok. Con này thì ở thành phố, con này 77 rồi. Hai con đều rất là mới. Thì mình sẽ nói về cái vấn đề là con này trước ha. Thì cái con này á, cái ghi đông của nó nhìn nó kiểu tương lai ha. Một nửa là giống Touring nè, một nửa là giống Bọt City nè. Ngồi rất là thoải mái, anh em đi tour, đi dạo phố nó rất là thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái. Đi rất là sướng. Và ga đầu con này nó hơi hỗn, tại vì nó 2 máy mà tới 650, và đặc biệt thì tướng máy nó sẽ không có hay bằng 4 máy. Nhưng mà được cái là sao, 2 máy nó sẽ tiết kiệm nhớt hơn. Con này nhớt chỉ có 1 lít mấy thôi, tiết kiệm nhớt, tiết kiệm xăng và nhẹ. Đó là những cái điểm mà mình nói hôm nay. Còn con này thì 4 máy thì nó sẽ nặng hơn, ai cũng biết rồi, nặng và uống nhớt hơn. Nhớt con này là tới 2 lít mấy rồi đó anh em, gần 3 lít. Uống xăng hơn thì 4 máy thì nó sẽ uống xăng hơn. Và khi mà chạy sẽ có tiếng máy 4 máy nó phóng khích hơn cho anh em. Và những anh em nào thích 2 máy thì chọn con này hợp lý. Thì mình đánh giá ngoại hình nó thì kiểu ngoại hình cái con này 650 thì nó đẹp hơn, nó nhọn hơn, con kia nhìn nó tròn hơn chút xíu. Thì hai con đều là 2 đĩa ha anh em, 2 đĩa và ABS. Mình cầm mình quay cho anh em xem luôn, em mở hết đèn led lên cho anh em ngắm đi, để những anh em có muốn mua thì mua. Thì giá thành của con này, xe này xe mới là 201, xe này xe mới là 260 mấy triệu, giá là đã bao gồm lăn bánh và biển số nha. Đó, mở đèn cho anh em xem đều rất là đẹp. Rồi thì tiếp theo mình sẽ cho anh em xem cái đồng hồ. Đồng hồ con này rất là đẹp ha, khi tắt mở thì nó sẽ có chữ Kawasaki. Rồi qua con này thì nó đơn giản thôi, đơn giản hơn con Kawasaki xíu, con ông đa này nó đơn giản hơn Kawasaki xíu. Rồi thì đương nhiên thì 2 máy nó sẽ bảo vệ, dễ bảo trì bảo dưỡng hơn 4 máy. Đó là những cái mình nói cho anh em biết. Và cái tiếp theo mà anh em cần coi, cần lưu ý, đó là chiều cao. Em cao mét mấy quên rồi? 1m70. Nay mình không có người 1m6, mình bỏ người 1m7 vô. Em ngồi lên con Kawasaki đi thì ngồi rất là thoải mái. Con này chiều cao yên nó rất là thấp, những anh em 1m6 có thể ngồi rất là thoải mái nha anh em nha. 1m6 là chơi con này thoải mái, rất là thoải mái. Rồi em qua con ống đà đi. Ống đà rồi, con này anh em tầm 1m65 tới 1m6 là cũng chạy rất là thoải mái. 1m6 thì sẽ hơi nhón chút xíu ha anh em ha. Rồi ok,
Rồi cái tiếp theo mình lưu ý anh em, thì ở hai con này á, yên nó ngồi đều thoải mái ha. Người ngồi sau ngồi rất là thoải mái, mà mình đã xin những cảm nhận của người ngồi sau thì con này vẫn thoải mái, con này thoải mái hơn chút xíu. Nhưng mà ở cái con này, cái ghi đông của nó ngồi cũng mỏi lắm anh em à, cũng mỏi lắm. Khi mà mình chở người ngồi sau nè, đó, để quay cho anh em kỹ ha. Khi mà mình chở người ngồi sau, mình ngồi đây, người ngồi sau á hay cũng đẩy mình nha, người ngồi sau cũng đẩy mình, nói chung là ngồi cũng mỏi lắm anh em, nó mỏi lắm so với con này. Con này thì đỡ hơn rất là nhiều. Mình chạy thử hết và mình xin cảm nhận người ngồi sau hết thì mình đưa ra cái ý kiến. Thì con này đỡ mỏi hơn rất là nhiều, và con này là đặc biệt là thiết kế để anh em đi xa mà. Nhìn cái ghi đông nó là anh biết rồi. Những ghi đông bàn thờ nó là anh em biết rồi. Đó, thì con này đi đỡ mỏi hơn rất là nhiều. Để chở người đi chơi, người ngồi sau là đi rất là sướng. Còn con này là mình chạy từ quận 9 chạy về quận 6 mà nó muốn dập trái dứng luôn á anh em à. Nó muốn dập luôn á anh em à. Nói chung là ê lắm, nói chung là cũng ê lắm đó. Những anh em đi con này thì anh em cũng biết rồi ha. Nói chung là nó cũng thoải mái, mà thoải mái hơn những con bên Đức thì mình đem đi dán đầy can rồi, nó không có đây. Nó thoải mái hơn những con xe thùng sport thôi. Chứ thực chất là chạy cũng mỏi lắm á, chứ không phải là không mỏi đâu. Chạy cũng mỏi lắm. Rồi, nói thêm cái gì nữa ha. Cho nghe tiếng bô em. Tiếng bô 4 máy và tiếng bô 2 máy. Con này thì lên bô full system rồi. Bô nên nó nổ chút xíu. Rồi. Tiếng bô 2 máy. Rồi ok. Rồi cho anh em nghe tiếng bô 4 máy. Rồi. Rồi ok anh em. À cái mà anh em hay thắc mắc nhất đó là tiêu hao nhiên liệu ha. Thì con này á sẽ tầm 19-20 cây một lít. Tùy cái cách mình chạy thì con này sẽ tiết kiệm hơn. Con này á anh em chạy có thể từ 27-29-30 luôn. Ghê không? Đó, con này bô độ thì tầm 26-25 thôi. Nói chung là con này sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Con này á, nó tiết kiệm như những con 300 nhớt á, thậm chí nó tiết kiệm hơn là con Z300 luôn á anh em. Đó, mình lúc đầu mình cũng nói ủa sao 650 lại sao nhớt này ít hơn con 300 luôn. Thì mình thấy là do là nhà sản xuất người ta thiết kế mới này nọ đó, người ta tinh chỉnh lại á, cho nên nó rất là tiết kiệm. Càng về sau này anh em, là anh em có để ý là những xe nó càng tiết kiệm xăng hơn. Tại vì cái xăng dầu của mình á, xài càng ngày nó càng hết anh em. Trên trái đất á, càng ngày nó càng hết, cho nên ta thiết kế ra những xe nó sẽ tiết kiệm hơn. Và sau này tương lai xa nữa thì chúng ta sẽ đi xe điện, đúng không? Xe năng lượng mặt trời nhiều lắm. Nói chung là thời 7-80 năm nữa, anh em thấy những con xe này nó có đẹp không? À mình sẽ đánh giá hơn về cái phần gấp á. Cái gấp con này nhìn rất là đẹp ha anh em ha. Em thấy không? Cái gấp nhìn nó rất là đẹp luôn, uốn lượn. Ho rồi, chắc bị Covid rồi. Còn cái gấp con này á thì nhìn nó cứng cáp, đúng không anh em? Một cái điểm nhìn vô nhìn nó cứng liền, nhìn nó cứng liền. Thì cái lớp con này cũng to con này ha. Anh em có thể lên mạng coi thông số, còn mình sẽ cho anh em coi thực tế hơn. Ở ngoài thì cái dáng con Ninja 650 á, nhìn nó sẽ nhọn hơn, nhìn nó giống như là con chim ưng vậy á, em có thấy không? Thiết kế như một con chim ưng. Còn con này là giống như con bò. Y chang con bò. Con này là giống như một con chim ưng. Đó là những gì mà mình nói sơ sơ cho anh em có thể chọn mua con xe cho phù hợp ha. Con này thì phục nó vẫn là phục này, phục thường này. Nhưng mà phục này rất là bền nha anh em nha. Anh em đi xa hay đi Đà Lạt hay đi chơi á, rất là sướng, rất là đã. Còn phục này là được trang bị upside down Showa. Rồi, đó là những gì mình chia sẻ sơ sơ cho anh em, quay cho anh em coi thôi. Tại vì mình sợ nếu như mà mình bán hai con này thì lâu lắm mới có lại để quay đặt hai con để cho anh em
lựa chọn và cái coi review. Những anh em không mua thì vẫn có thể xem để làm gì, để tương lai sau này mình có thể mua được cái con xe để như ý của mình muốn đi như thế nào thì mình sẽ mua con xe như thế đó, chứ không phải là mình quay review và để bán xe đâu nha anh em ha. Sẵn có xe ở đây thì quay để cho anh em coi một cái góc nhìn thực tế đó. Mình đang coi, đang đứng là mình đang coi là cái góc nhìn của mình cũng như là góc nhìn của anh em khi xem clip này nó thực tế một chút xíu. Và những con xe này là mình cũng chạy để trải nghiệm. Con xe này lúc mình mua là 400 cây thôi, mình chạy để mình coi cảm giác nó như thế nào để mình chia sẻ lại cho anh em là lên 500 cây. Còn con này nè, đã lắm anh em, mình phải chùm khăn lại sợ nó chày á anh em. Những con này đều có sổ bảo hành chính hãng hết. Cái dàn ghi đông này chạy nó cũng mỏi lắm nha, chứ không phải là không mỏi gì đâu. Đó. Rồi. Hai con đều khỏe và trẻ trung, năng động. Có con bò thì nhìn nó bền bền chút xíu ha. Cái con bây giờ Kawa bây giờ cũng bền lắm anh em mà. Kawa bây giờ cũng cực kỳ bền luôn. Bên mình là chuyên bán xe Nhật. Bên mình là chuyên về xe Nhật là nhiều. Mấy con này nó bền, nó đi sướng lắm, nó ít lỗi. Không có lỗi vặt. Con này là mình còn đồ zin đầy đủ luôn. Con này nhìn giống như con đại bàng á anh em. Y chang con đại bàng luôn. Cái này về dán thêm cái đề can mà kiểu cái cánh lượn lượn đó ha. Thêm mấy cái nữa là y chang con đại bàng luôn. Mới tinh luôn, mới cáo luôn anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Thì đương nhiên cái clip này nó không có dài thì nó sẽ nói thiếu rất là nhiều. Mình chỉ nói những cái chung chung để cho anh em cảm nhận được, để anh em mua xe cho nó dễ thôi. Chứ mà để mà review chi tiết á, thì những con xe này nói cũng phải một ngày á anh em. Mình sẽ nói về máy, động cơ, mã lực, rồi so sánh mã lực, rồi so sánh rất là nhiều. Nhưng mà theo mình thấy á nha, đúc kết lại là ga đầu con này mạnh lắm. Ga đầu con này mạnh có thể hơn con kia đề ba, có thể con này hai mấy có thể đề ba hơn kia. Nhưng mà về chắc nước hậu thì bốn mấy thì sẽ ăn, nước hậu thì sẽ ăn. Nhưng mà con này cũng đã lắm, chạy cũng sướng lắm. Con này á, khi mà ai chạy cảm giác hai mấy rồi á, mà 650 á, chạy nó sướng lắm. Ai đã từng chạy rồi sẽ biết. Sướng, ngọt, nhẹ, dễ dắt. Con này nhẹ, dễ dắt, dễ chơi, dễ đi, cung đường nào cũng dứt được. Con này nặng hơn chút xíu, nhưng mà âm thanh bốn mấy, bảo trì cao hơn chút xíu à, nhưng mà có âm thanh bốn mấy, to to hơn. Đó, thì anh em tự mình quyết định ha. Cái gì cũng phải tự mình mua chiếc xe là tự mình quyết định. Cái này chỉ là mình là người là mình quay cho anh em thấy để anh em dễ hình dung ra thôi. Còn phần chính là cũng là anh em phải tự quyết định với nhau. Xe mình thích mình chạy, đúng không? Chứ không có phải là chạy vì người khác. Mình thấy con xe nào mà mình cảm thấy là mình thích mình thích mẫu đó, mình thích cái con đó, mình thích màu đó. Có thể là có người ta thích màu đỏ, nhưng mà có người ta thích lại màu hồng, đúng không? Thì mình thích màu đó mình chạy thôi, mặc kệ người ta nói, đúng không? Có người thì người ta thích chơi R15 bởi vì nó một máy dễ bảo trì, dễ sửa chữa. Dục nó vài tháng xách ra chạy vẫn bình thường. Đó, tại vì người ta thích. Mình chơi là cho mình, không phải cho ai đó. Mình thích thì mình chơi. Mấy đứa nói là mấy đứa không có xe á. Đó, cho nên anh em cứ chơi thoải mái. Ừ, có người thích con này. Người nít, tại sao mua 650 mà không mua 1000? Tại vì mình thích, nó nhẹ, đúng không? Nó nhẹ, nó dễ bảo trì, bảo dưỡng. Tại vì sao mình thích mua con này mà không chơi bà bốn mấy đi. Đó, giá cũng cao mà. Tại vì mình thích, nó dễ bảo trì, bảo dưỡng, nó nhẹ, nó bốc, dễ chơi ghệ. Đó, mình thích thì mình chơi anh em. Đừng có gì ai hết. Rồi. Lời cuối là xin chào anh em, cảm ơn anh em và chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, thành công trong công việc, để kiếm tiền, lên CC mua nhiều xe. Và bên mình có mua bán, trao đổi, giao lưu mọi loại xe. Có trao đổi luôn xe từ xe tay ga lên mô tô luôn nha anh em nha. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, chào tạm biệt hai em nha. Hẹn chủ tới trước.